Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 449. Chủ giảng Tịnh Không Lão Pháp Sư. Chuyển ngữ Cự Lan. Biên tập Tuệ Kiến. Thời gian ngày 26 tháng 10 năm 2001. Địa điểm Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Các vị đồng học, xin xem kệ tụng Chủ Giá Thần bài thứ nhất. Nhĩ thời nhu nhuyễn thắng vị Chủ Giá Thần, thừa Phật uy lực phổ quán nhất thiết Chủ Giá Thần chúng, nhi thuyết tụng ngôn. Đoạn văn này là nói kệ nghi, ý nghĩa giống như phần trước đã giảng, chúng ta không giới thiệu nhiều. Xin xem kinh văn: Như Lai vô thượng công đức hải, phổ hiện minh đăng chiếu thế gian, nhất thiết chúng sanh hàm cứu hộ, tất giữ an lạc vô di giả. Bài này là tán tụng của thắng vị Bồ Tát, cũng là báo cáo học tập của Ngài. Rất đáng được chúng ta noi gương. Câu thứ nhất cũng ngụ ý cho chúng ta, chúng Chủ Giá Thần đều là Pháp Thân Bồ Tát. Chỉ có Pháp Thân Bồ Tát mới có thể xưng Như Lai. Chúng ta xem tiếp theo: vô thượng công đức hải, đó không phải là Pháp Thân Bồ Tát thông thường, đó là quả địa viên mãn rốt ráo. Tại sao thêm chữ vô thượng? Trong Pháp Đại Thừa, đẳng giác Bồ Tát đều không thể thêm vô thượng. Thêm vô thượng ấy chính là quả địa rốt ráo Như Lai. Thần chúng này là chư Phật Như Lai ứng hóa. Phổ hiện minh đăng chiếu thế gian, câu này là thuyết minh duyên của ứng hóa. Nơi nào chúng sanh có cảm thì Phật có ứng. Trong kinh Đại Thừa thường giảng, Phật không độ cho người vô duyên. Chư Phật Như Lai Pháp Thân Đại Sĩ, mỗi vị
có duyên với chúng sanh khác nhau. Nguyên nhân là gì? Là vì lúc ở nhân địa trong đời quá khứ, đều giống như chúng ta là phàm phu. Phát tâm học Phật, tu hành chứng quả, đời đời kiếp kiếp gặp mỗi duyên chẳng giống nhau. Sau khi thành Phật, độ những người nào vẫn là độ những người có duyên. Vì vậy, chư thiện tri thức thường khuyến khích chúng ta trước khi chưa thành Phật đạo phải biết kết rộng duyên lành với tất cả chúng sanh. Trong Phật Pháp nói là kết pháp duyên. Bạn thành Phật độ sanh thì mới có thể độ thoát vô lượng vô biên hết thảy chúng sanh. Trong đó đặc biệt phải chú ý rằng không thể có tham cầu danh văn lợi dưỡng, ấy là sai. Kết duyên vẫn là phải hiểu tùy duyên chứ không phan duyên. Tại sao làm như vậy? Mãi mãi giữ gìn thanh tịnh bình đẳng giác của mình. Nếu chúng ta thấy người khác pháp duyên thù thắng, vô cùng hâm mộ, muốn bày phương cách phải giống như họ, thậm chí trội hơn họ, tâm này là tâm gì? Tâm hảo thắng. Có tâm này không tốt, có tâm này thì không thành Phật đạo được. Cuối cùng học Phật đi về đâu? Về ma đạo. Tại sao ma hảo thắng? Ma có tật đủ, ma đi đến đâu trước tiên phải tranh giành. Chúng ta không thể có ý nghĩ như vậy. Duyên chúng ta nhất định phải kết duyên với chúng sanh, tuyệt đối không có tâm hảo thắng, tuyệt đối không có tâm tật đố, tuyệt đối không có tâm ngã mạn. Đó chính là Phật đạo, đó là chánh hạnh của Bồ Tát. Chúng ta không thể không biết. Phật thị hiện tại thế gian, sự thị hiện này là phổ hiện. Phổ hiện tuyệt đối không phải một loại, như trong kinh Phạm Vọng Đức Thế Tôn bảo chúng ta: Thiên Bách Ức Hóa Thân Thích Ca Mâu Ni Phật. Con số này là tỷ dụ, chứ không phải con số thật sự. Nếu là con số thật sự thì con số ngàn trăm ức không lớn. Trên thực tế là hóa thân vô lượng vô biên. Vậy nếu chúng ta hỏi vô lượng vô biên hóa thân Thích Ca Mâu Ni Phật có phải là một dạng không? Không phải. Điều này các vị niệm phẩm phổ môn, các vị phải giác ngộ. Nên dùng thân nào đắc độ thì hiện thân này. Cho nên ngàn trăm ức Thích Ca Mâu Ni Phật, hình tướng của Ngài, trai gái, già trẻ, mọi ngành mọi nghề, hết thảy đều có.
thì mới gọi là phổ. Nếu đều thể hiện là thân Phật hết thì chẳng phải phổ. Phổ nhất định là mọi thân phận khác nhau mới gọi là phổ. Khi hiện tại thế gian làm đèn sáng của tất cả chúng sanh, con mắt của người trời trong chúng sanh lục đạo không có trí tuệ. Lục đạo thật là biển khổ vô biên. Trong kinh Phật giảng cho chúng ta, chúng sanh dục giới có ba loại khổ, họ đều phải chịu: khổ khổ, hoại khổ, hành khổ. Thiên nhân sắc giới, tứ thiện, 18 tầng trời sắc giới này, mặc dù không có khổ khổ, nhưng có hoại khổ, có hành khổ, sinh đến trời vô sắc giới. Ngay cả hình trạng thân thể cũng không cần luôn. Đó là thật, không phải giả đâu. Lão Tử ở Trung Hoa, Ngài hiểu được. Ngài nói: ta có hoạn lớn vì ta có thân. Người không có thân tốt biết mấy. Thiên nhân vô sắc giới thì không có thân. Chúng ta bây giờ gọi là linh giới, xưng là thần linh, họ không có thân. Vì vậy họ cũng không có hoại khổ, nhưng họ có hành khổ. Hành khổ này chính là họ không giữ được trạng thái này mãi mãi, họ sẽ mất đi trạng thái này. Trong vô sắc giới cao nhất là trời, phi tưởng phi phi tưởng xứ. Phật nói cho chúng ta, họ có thọ mạng lên đến 8 vạn đại kiếp. Điều này thật không thể nghĩ bàn. Một đại kiếp, các vị nhớ rằng thế giới của chúng ta một lần thành trụ hoại không gọi là một đại kiếp. Đó là thế giới có sắc tướng trải qua một lần thành trụ hoại không. 8 vạn đại kiếp, hay nói cách khác, thế giới hữu hình này thành trụ hoại không qua 8 vạn lần, mới bằng tuổi thọ lâu dài của họ. Thật là không thể nghĩ bàn. Nhưng có dài đi nữa cũng có lúc hết. Thọ mạng này như thế nào? Họ không ra khỏi tam giới, họ ở trên đỉnh tam giới, không ra khỏi tam giới được. Không ra được thì đọa lạc xuống. Sụt ngữ nói, trèo cao thì té đau. Họ từ trên trời đọa lạc đến đâu? Thì đọa lạc là đọa lạc xuống địa ngục. Từ nơi cao nhất rơi xuống tận nơi thấp nhất. Nguyên nhân là gì? Trong kinh Lăng Nghiêm nói rất cặn kẽ. Nghiệp nhân chính là hủy bán tam bảo, phải đọa địa ngục vô gián. Vì tu hành đến cảnh giới này đều cho rằng mình đã thành Phật, đều cho rằng mình đã chứng đắc đại niết bàn. Họ không biết, họ chỉ là vô sắc định, là thuộc về một loại trong tứ thiền bát định, đem cảnh giới này ngộ nhận là cảnh giới Phật. Đến khi thọ mạng hết, họ đọa lạc. Thế là trong tâm họ hủy bán,
Chư Phật Như Lai nói nhập cảnh giới này chẳng sanh chẳng diệt, tại sao chúng ta còn có sanh diệt? Phật nói dối rồi, Phật lừa gạt chúng ta. Ý nghĩ này khởi lên là không được rồi. Hủy bán tam bảo. Cho nên Phật xuất hiện ở thế gian này là đèn sáng của hết mọi chúng sanh trong tam giới. Nhất thiết chúng sanh hàm cứu hộ. Chúng ta thường hay nói, trong kinh thường giảng gì? Tam tài bát nạn. Tam tai là nói về ba đại tai thủy hỏa phong. Hỏa tai đốt cháy đến sơ thiền. Thủy tai nhấn chìm trời nhị thiền. Phong tai có thể thổi bay trời tam thiền. Chỉ có trời đệ tứ thiền không chịu tai nạn này. Cho nên trời đệ tứ thiền được gọi là phước thiên. Họ thật sự có phước báo. Nơi này không có tam tai. Trong bát nạn có cõi trời trường thọ. Trời trường thọ là chỉ thứ gì? Là chỉ tứ không thiên. Trời đệ tứ thiền vẫn không tính, là chỉ tứ không thiên. Tứ không thiên trường thọ. Trời đệ tứ thiền vì sao không tính? Trong trời đệ tứ thiền có hóa thân Phật Bồ Tát ở bên đó giảng kinh thuyết pháp. Dù sắc giới thì không còn cách nào nữa. Phật Bồ Tát ngay cả duyên hiện thân bên ấy cũng không có. Cho nên họ không nghe được Phật pháp. Đó chính là vô duyên. Các vị phải hiểu được tam tai bát nạn chính là chúng sanh vô duyên. Đó là cách nói thông thường, cũng có tính đặc thù. Cho nên những điều này chúng ta đều phải hiểu. Trong kinh Phật thông thường giảng đều nói chung chung. Những gì chúng ta hiểu ngoài mức chung ấy là có đặc thù, có duyên phận đặc thù. Họ có duyên phận đặc biệt với một tôn Phật nào đó, với một tôn Bồ Tát nào đó, hoặc giả có duyên phận đặc biệt với một tôn A-la-hán nào đó. Mặc dù ở trong tam tai bát nạn cũng có thể được cứu. Do đó có thể biết duyên phải kết. Người học Phật chúng ta phải kết pháp duyên với tất cả chúng sanh. Mục đích là giúp đỡ những chúng sanh khổ nạn này. Sau khi ta thành tựu, ta nhất định giúp đỡ họ. Duyên làm sao kết rộng, làm sao kết sâu? Tóm lại không ngoài phát tâm. Chúng ta có thể phát tâm hết với Phật Bồ Tát. Nhất thiết chúng sanh hàm cứu hộ. Các vị nghĩ xem, câu này há không phải là nguyện thứ nhất trong tứ hoằng thể nguyện? Chúng sanh vô biên thể nguyện độ, tất cả chúng sanh đều cứu hộ. Các vị nghĩ xem, hai câu này không phải cùng một nghĩa sao? Trong cửa nhà Phật không bỏ một người. Chúng ta nhất định phải phát nguyện này.
sau khi phát nguyện phải thực hiện. Người thời nay nói là phải làm trọn. Tất cả chúng sanh này bao gồm hữu tình và vô tình, hoa cỏ cây cối vô tình, chúng ta có ái tâm với chúng hay không? Người bình thường chúng ta mỗi ngày ăn ba bữa, có lòng cảm ơn hay không? Có ý niệm chúc phúc hay không? Đó là sự tướng của hàm cứu hộ. Đồng tu học Phật phải biết, khi dọn cơm biết niệm chú cúng dường. Chú cúng dường các vị niệm, các vị có để tâm hay không? Nếu chỉ có niệm ngoài miệng mà vô tâm thì chú cúng dường này chẳng linh. Ngoại trừ bữa chính ra, bình thường chúng ta ăn chút trái cây, ăn chút điểm tâm, thử hỏi lúc này có lòng cảm ơn hay không? Có tâm chúc phúc hay không? Cảm ơn là cúng dường cảm kích nó. Chúng ta uống một giọt nước, uống một miếng nước đều không ngoại lệ. Phần trước chúng ta đọc qua Thủy Thần. Khi chúng ta uống một miếng nước, có cảm kích ly nước uống này không? Nước cúng dường chúng ta. Thủy Thần bố thí chúng ta. Người tu hành chân chánh thì khác với người bình thường chúng ta. Người tu hành chân chánh từ sáng đến tối, mọi lúc mọi nơi, đối với tất cả chúng sanh, mọi vật trời đất, xá thực là có tâm nguyện cảm ơn. Có chúc phúc, có báo đáp. Cho nên họ mới có thể cảm ứng đạo giao với tất cả chúng sanh. Thông rồi, phàm phu bình thường chúng ta chẳng thông. Đem đã thông những thứ chướng ngại trong phàm phu, tất giữ an lạc vô di giả. Phật có thể làm được, Bồ Tát có thể làm được. Thử hỏi xem chúng ta có thể làm được không? Đáp án là chắc chắn. Người biết thì có thể làm được, người không biết thì không làm được. Làm sao biết? Ở chỗ này chúng ta phải học tập theo Phật Bồ Tát. Phải học tư dị pháp. Phần trước chúng ta nhìn thấy chủ giáng thần thắng dị, pháp môn ngài đắc là giữ nhất thiết chúng sanh pháp tư dị, lệnh thành tựu Phật thân. Phần trước đã nói
Ở đây không nói nhiều nữa, chúng ta lại xem bài thứ hai. Thế Tùng công đức vô hữu biên, chúng sanh gian giả bất đường quyền, tất sự ly khổ thường hoan hỷ, thử thị thời hoa chi sở nhập. Đây là tôn chủ giá thần thứ hai. Thời hoa tịnh quang chủ giá thần. Chúng ta đừng quên pháp môn Ngài đã tu học là lệnh nhất thiết chúng sanh thọ quảng đại hỷ lạc. Nhìn kệ tụng cộng với trường hàng thì ý nghĩa vô cùng rõ ràng. Quảng đại hỷ lạc là gì? Là Thế Tôn công đức vô hữu biên. Chúng ta làm sao giúp đỡ chúng sanh lìa khổ được vui? Phải đem công đức vô lượng vô biên của Đức Thế Tôn tìm cách giới thiệu cho tất cả chúng sanh khổ nạn. Trong thế giới Sa Bà của chúng ta, giống như Giang Thù Bồ Tát trong Kinh Lăng Nghiêm đã nói: thử phương chân giáo thể thanh tịnh tại âm thanh. Trong sáu căn của chúng sanh, thế giới Sa Bà nhĩ căn là lợi nhất. Cho nên khi Đức Thế Tôn còn tại thế, Ngài đã dùng âm thanh làm Phật sự. Câu này người thời nay nghe sợ là không hiểu. Thế nào gọi là dùng âm thanh làm Phật sự? Chính là dùng âm thanh để dạy học. Tôi nói như vậy bạn sẽ hiểu. Dùng cách thức ngôn ngữ để dạy học, không phải dùng văn tự. Tại Trung Hoa, Khổng Lão Phu Tử dạy học cũng là dùng ngôn ngữ làm cách thức dạy học. Khổng Lão Phu Tử mỗi ngày lên lớp với các học sinh đều là dùng ngôn ngữ, cùng chung nghiên cứu, thảo luận với học sinh, không có bút ký. Thời của Thích Ca Mâu Ni Phật cũng là như vậy. Cho nên kinh điển là sau khi Đức Thế Tôn diệt độ, các học sinh theo lúc thường ngày mình nghe lời Phật dạy mà ghi chép, chỉnh lý lại từ trong ký ức. Ghi chép này có đáng tin cậy không? Hết sức đáng tin cậy. Có người ngày xưa tâm địa nồng hậu, pháp vì lão sư truyền, chắc chắn sẽ không truyền bậy, chắc chắn không có sai sót. Thời hiện đại, lời dạy của thánh nhân dường như thất truyền. Tại thế gian này,
Không có ai dạy, không có ai học. Đó là thế giới đau thương. Quả nhiên có người hữu tâm, có hay không? Có. Những người nào? Chúng sanh càng có khổ nạn, chư Phật Bồ Tát càng từ bi. Nơi này có đại nạn, những người khổ nạn này Phật Bồ Tát phải ưu tiên độ họ, vội mau đi giúp đỡ họ. Mà giúp đỡ họ nhất định phải thể hiện thân đồng loại. Cho nên thế gian của chúng ta có không ít đồng tu đều biết, thời đại bây giờ ma nhiều. Không sai, ma nhiều, nhưng Phật cũng không ít. Vì sao không nhìn thấy Phật? Duyên chưa chín mùi. Duyên của ma thì chín mùi, duyên của Phật chưa chín mùi. Làm sao hiểu duyên của Phật chưa chín mùi? Đây chính là người hoan hỷ Phật Pháp không nhiều. Người hoan hỷ tà tri tà kiến tà hạnh là chiếm đại đa số. Hình như tất cả những lãnh vực dạy học nghệ thuật này đều nằm trong lòng bàn tay khống chế của ma. Bạn nhìn xem toàn thế giới ngày nay, rất nhiều điện đài quảng bá vệ tinh quốc gia khu vực, có kênh nào là nằm trong lòng bàn tay của Phật? Không có. Nếu Phật nắm giữ được công cụ dạy học này, ắt hẳn sẽ đem Phật Pháp truyền bá 24 tiếng không ngừng ra toàn thế giới. Chỉ cần có một kênh phát 24 tiếng không gián đoạn, thì chúng tôi chắc chắn duyên của chúng sanh học Phật chín mùi thôi. Chủ khống môi thể là Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát ắt hẳn dùng công cụ này lay tỉnh tất cả chúng sanh giác ngộ, giúp đỡ họ quay đầu là bờ. Dùng công cụ này để tuyên dương biển công đức vô lượng vô biên của chư Phật Bồ Tát. Chúng sanh văn giả bất đường quyên, đường quyên là thuật ngữ thời xưa, có nghĩa là uổng phí, không được lợi ích. Chúng ta nói là sở học vô dụng. Nhưng sau khi bạn học Phật Pháp rồi, lập tức
được thọ dụng ngay. Người hiện đại chúng ta nói là hiện thực, Phật Pháp là hiện thực nhất. Tại sao có rất nhiều người học Phật có vẻ cũng khá đấy, học rất giỏi, quan sát kỹ lưỡng thì họ không hề đạt được lợi ích công đức Phật Pháp thù thắng chân chánh. Đó là nguyên nhân gì? Họ học không đủ giỏi. 10 phần họ chỉ học được 1-2 phần. Đương nhiên quả đức của họ không rõ rệt. Nếu họ có thể học 5-6 phần thì quả đức vô cùng rõ ràng. Đến 7-8 phần, 8-9 phần, ấy là thánh nhân chứ không phải phàm phu. Cho nên bản thân chúng ta phải khuyến khích mình, chúng ta không tài nào học đến 8-9 phần. Mức thấp nhất là chúng ta phải học được 5-6 phần. Chúng ta mới không phụ chính mình. Thân của chúng ta, thân thể cũng là chúng sanh do chúng duyên hòa hợp. Chúng ta không phụ lòng chúng sanh này. Trong cửa nhà Phật nói tự tánh chúng sanh thể nguyện độ. Chúng ta phải không phụ lòng chúng sanh tự tánh. Các vị đồng học có giác ngộ không? Có quay đầu không? Bạn có thường xuyên nghĩ như thế không? Có thật sự làm trọn lời Phật Bồ Tát dạy không? Hạ thủ từ chỗ nào? Môn phương tiện ấy cũng là vô lượng vô biên. Phương tiện thông thường chính là phổ thông thông thường. Phật dạy cho chúng ta hiếu thân tôn sư, tu thập thiện nghiệp. Lại thêm tam quy ngũ giới. Chẳng phạm oai nghi. Câu nói này chính là điều hiện nay chúng tôi nói. Luôn luôn phải làm gương tốt cho chúng sanh. Oai nghi chính là tấm gương tốt. Mặc áo ăn cơm, nhất cử nhất động đều phải làm gương tốt cho chúng sanh. Nho gia nói là oai nghi. Trong đệ tử quy, lễ ký nói là khúc lễ. Sa di luật nghi nói trong Phật môn. Mười điều trước là giới luật, 24 điều sau là oai nghi. Người thời nay không học thì họ đâu hiểu được. Người học Phật hồi trước phải học Nho và Phật cùng lúc.
Nho Phật quả thật là một thể. Cho nên họ ở trong xã hội này quả thật là làm thầy, làm mẫu, làm tấm gương tốt của tất cả chúng sanh. Bây giờ thì sao? Chúng ta muốn làm tấm gương tốt, cách làm ra sao không biết, chưa được học. Vậy được sao? Sau khi học hội Tịnh Tông chúng tôi thành lập, nghĩ đến đại sự này, đó không phải là chuyện nhỏ. Không hạ thủ từ đây thì hết thảy mọi công đức của chúng tôi đều uổng phí cả. Cho nên đầu tiên chúng tôi soạn thảo Tịnh Tông đồng học tu hành thủ tắc. Lần đầu chúng tôi lưu thông, trong đó chính là Sa Di Luật Nghi. Trong Sa Di Luật Nghi trích ghi lại những điều quan trọng nhất trong đời sống thường ngày, không thể không biết, không thể không làm tròn. Chúng tôi gom tập bản này lần đầu tiên, trong bản được thu thập lần thứ hai, trích ghi Kinh Vô Lượng Thọ, tổng cộng 62 điều. Lại trích ghi Kinh Phá Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Lạc, 44 điều, tổng cộng gộp lại 106 điều. 106 câu này là quan trọng nhất. Nếu chúng ta dứt mất những thứ này thì không phải học Phật. Không phải học Phật thì chúng ta làm gì? Hồi trước Lý Lão Cư Sĩ thường nói cho chúng tôi rằng, chúng ta đang làm là Phật học. Cho nên hiện tại quả thật quan sát kỹ lưỡng, thậm chí mình bình tĩnh suy nghĩ, hiện tại tôi đang học Phật hay là làm Phật học? Người khác tạm thời đừng hỏi đến, hỏi chính mình trước. Tôi là học Phật hay là Phật học? Phật học là xem kinh điển như là một môn học vấn để nghiên cứu. Mình không làm được, công đức uổng phí. Nếu học Phật thì không phải xem kinh điển như học vấn để nghiên cứu. Mà là xem như giáo huấn, giúp mình sửa lỗi, làm lành, giúp mình đoạn ác tu thiện, giúp mình chuyển mê làm ngộ. Ấy là bạn học Phật. Bạn học Phật thì bạn giống Phật. Bạn học Phật thì bạn thành Phật. Ấy là chúng sanh văn giả bất đường quyên. Thất sử ly khổ thường hoan hỷ, khẳng định này đó là quả báo hiện tiền. Chắc chắn ly khổ,
thường sanh hoan hỷ tâm. Thời qua tịnh quang chủ giá thần, ngài tu hành chứng quả từ chỗ này. Ngài đem sự tu học của chính ngài cung cấp cho ta, cho chúng ta làm tham khảo, cho chúng ta làm gương mẫu. Chúng ta lại xem bài thứ ba. Hiện thị chư lực giai viên mãn, công đức trang nghiêm hiện thế gian, nhất thiết chúng sanh tất điều phục, thử pháp dũng lực năng minh chứng, sức lực dũng kiện chủ giá thần. Ngài là đắc dĩ nhất thiết viên mãn pháp môn, tịnh chư cảnh giới. Cảnh giới này chính là nói tất cả chúng sanh tán tụng của ngài. Câu thứ nhất, hiện thị chư lực giai viên mãn. Hiện thị là một trong 10 loại đức hiệu của Như Lai. Chư lực chính là nói 10 lực. Trong quả địa Như Lai có 10 loại năng lực đặc thù. Năng lực này Bồ Tát đều không có. Chẳng cộng nhĩ thừa là viên mãn. Mười lực chúng tôi lưu vào phần sau giới thiệu với các vị. Quyển tiếp theo có kinh văn rất dài, vì chúng ta thuyết minh mười lực của Như Lai, mười ba la mật của Bồ Tát có giới thiệu vô cùng cặn kẽ. Mười lực Bồ Tát cũng có, nhưng là tương tự, không phải là viên mãn. Tương ứng với nhất thiết viên mãn pháp môn mà trong trường hàng nói tới. Công đức trang nghiêm hiện thế gian, câu này ý nghĩa rất sâu. Bồ Tát làm trọn 10 ba la mật, Như Lai thị hiện là biểu hiện 10 lực. Ngay trong sự tướng, khiến tất cả chúng sanh thấy nghe hiểu biết, thể nhận công đức Phật pháp vô lượng vô biên. Thể nhận từ chỗ nào? Từ trang nghiêm thế gian của ngài. Chúng ta cũng thường nói trang nghiêm thế giới,
Trong kinh Phật, mọi người cũng thường thường nhìn thấy trang nghiêm quốc độ, trang nghiêm chúng sanh. Lời ấy có nghĩa là gì? Cách trang nghiêm ra sao? Ai thấy sự trang nghiêm này? Chúng ta nghĩ ngợi bình tĩnh, quan sát kỹ càng, quả thực thể hội không được. Nguyên nhân là gì? Chính là điều tôi vừa mới nói. Được giảng trong câu trước. Ngày nay tứ chúng đệ tử chúng ta không thể không sanh lòng tàm quý. Chúng ta đều làm Phật học, cho nên công đức trang nghiêm hiện thế gian không có. Chỉ sót lại những lý luận này. Lý luận không an nhập với sự tướng. Trong sự tướng không có những lý này. Chúng ta không thể không sanh lòng tàm quý. Thật sự sanh tàm quý, sự tàm quý này, tàm là xin lỗi chính mình. Chúng ta nói là phát hiện lương tâm. Quý là xin lỗi người khác, xin lỗi chư Phật Như Lai, xin lỗi Bồ Tát Thiện Tri Thức. Như Lai vì chúng ta để lại biết bao kinh điển, những bài học quý báu. Thầy làm bạn tốt, luôn luôn khuyên nhủ chúng ta, nhưng chúng ta không chấp nhận. Nếu lại suy nghĩ ở bậc sâu hơn nữa, thì chúng ta có lỗi với tất cả chúng sanh. Tại sao? Ta tu hành thành tựu chứng quả, ấy là công đức trang nghiêm hiện thế gian. Vì vậy, trang nghiêm thế gian, trang nghiêm quốc độ, trang nghiêm chúng sanh cần phải y giáo tu hành. Chúng ta không chịu y giáo tu hành thì trang nghiêm từ đâu ra? Vậy chúng ta hiện tại ở thế gian này có người tu hành chân chánh hay không? Có, nhưng quá ít. Chúng tôi được nghe nói về Ấn Quang Đại Sư, Hư Dân Lão Hòa Thượng của Thiền Tông. Hành trì của những người này, biểu hiện của những người này quả thực xứng đáng là trang nghiêm quốc độ, trang nghiêm chúng sanh.
chúng tôi từng nghe nói chứ chưa từng thấy qua. Hiện tại thế gian này cũng có, cũng là nói thiểu số, người có duyên nhìn thấy, người có duyên nghe được. Được lợi ích là thiểu số người, không phải đa số. Vì sao đa số người không có được lợi ích? Vừa mới nói là vì không ai truyền bá, không ai tuyên dương. Lại nói xác đáng hơn một chút là không có người hỗ trì. Cho nên tôi thường nói công đức hộ pháp vượt hơn hoằng pháp. Hỗ trì bất lực thì không thể mở rộng được công đức trang nghiêm của người tu hành. Dùng phương pháp gì mở rộng? Truyền hình vệ tinh, đường mạng internet. Nếu những người tu hành thường ở trên truyền hình, trên internet giảng giải khai thị cho chúng ta, lộ diện làm hình tượng cho chúng ta xem thấy họ, thì chúng ta sẽ cảm động. Đó là ngay trong thời đại này công đức hộ pháp đứng đầu. Chúng ta đọc được trong kinh điển rất nhiều, rất nhiều. Đó là điều Đức Thế Tôn dạy chúng ta, nhất định phải biết ham muốn của chúng sanh. Ham mê của họ, dục vọng của họ. Vì sao? Vì dạy học mới có thể khí cư. Đặc biệt là trong xã hội hiện đại này, trình độ dạy học thông thường hạ thấp, hạ xuống lệch quá chuẩn mực. Bây giờ tôi còn thu cất mấy bản, quá khứ đại khái có thu cất mười mấy bản, bây giờ không có, bây giờ có thể còn không có được mười bản. Đầu thời dân quốc, sách dạy của học sinh tiểu học, sách dạy quốc văn, làm văn khuôn mẫu, là học sinh tiểu học đầu thời dân quốc. Văn chương mà các bạn nhỏ khoảng 10 tuổi viết. Bây giờ học sinh ngành tiếng Trung trường đại học xem không hiểu. Đừng nói là viết mà đọc cũng không hiểu luôn. Bạn nghĩ xem trình độ của ngành tiếng Trung đại học hiện nay không bằng học sinh tiểu học đầu thời dân quốc. Đầu thời dân quốc đại khái là khoảng năm dân quốc thứ 20. Vấn đề này vô cùng nghiêm trọng. Mà khi phiên dịch kinh Phật quả thực đã là tiếng bạch thoại của thời bấy giờ, văn tự cạn rõ nhất.
chúng ta không thể không hiểu được. Bài thứ ba, kệ tụng chủ giá thần. Thiện thệ chư lực giai viên mãn, công đức trang nghiêm hiện thế gian, nhất thiết chúng sanh tất điều phục, thử pháp dũng lực năng minh chứng. Bài kệ này trước đã nói rồi, do quan hệ về thời gian nên chưa thể nói xong, chúng ta giảng tiếp. Ý nghĩa thật sự trong kệ tụng là vậy, chúng ta phải có công tu chân thật. Bạn có công tu, đương nhiên bạn có đức. Công tu có đắc nơi tâm thì phiền não nhẹ nhàng, trí tuệ liền tăng trưởng. Công tu có đắc nơi thân chẳng những là khỏe mạnh sống lâu, tất nhiên là tự tại tùy duyên. Bạn có đắc nơi thân, nếu nói theo 20 chữ câu đối trong giảng đường của chúng ta, công tu có đắc nơi tâm, ác hẳn là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Công tu có đắc nơi thân, nhất định là nhìn thấu, buông xuống, tự tại, tùy duyên, niệm Phật. Công đức. Ngày nay cách tu của chúng ta ra sao? Đó là vấn đề mấu chốt của chúng ta. Tu khởi từ đâu? Phải từ đọc sách. Không đọc sách thì làm sao được? Phải từ hiếu học. Cho nên ngày nay chúng ta nhất định phải hiểu trình độ đạo đức của chúng ta đọa lạc. Thì trình độ văn hóa của chúng ta cũng xuống thấp. Cho nên tôi ở Úc Châu thực tại là bất đắc dĩ. Công đức tu từ đâu? Tu từ Đệ Tử Quy, tu từ Cảm Ứng Thiên, làm cho tốt cơ sở này. Là tái nhập Phật môn. Cửa Phật tu từ đâu? Tu từ Sa Di Luật Nghi. Chỉ ít từ hai phiên bản Tịnh Tông đồng học tu hành thủ tắc của chúng tôi, trước sau để tu. Bạn quả nhiên thật sự có thể làm trọn những thứ này thì công tu của bạn có được. Bạn chẳng chân tu thì làm sao bạn có đức? Công đức này đối với mình đó là trang nghiêm. Trang nghiêm thân tâm của mình để người ta tiếp xúc với bạn. Từ trường mà người hiện tại chúng ta nói khác nhau. Người Trung Hoa nói là khí chất của bạn khác nhau. Người Trung Hoa nói khí chất, người ngoại quốc nói là từ trường, đều là cùng một sự tình.
Khí chất của bạn bảo người xem thấy sung mãn trí tuệ phước đức. Trí tuệ là thứ bạn có được bởi tâm công tu biểu hiện ra. Phước đức là thân công tu bạn có được hiện phát ra. Đó là điều tự nhiên, không có mảy may miễn cưỡng tạo tác. Đó là thật sự trang nghiêm hiện thế gian, thị hiện trong thế gian này. Nhất thiết chúng sanh tất điều phục. Đó là quá tha. Tự hành là quá tha. Tất cả chúng sanh làm sao được bạn điều phục đây? Được cảm hóa bởi công đức của bạn. Chúng ta nói là công đức. Nho gia nói là đạo đức. Bạn là một thiện nhân đạo đức. Đạo đức thiện hạnh của bạn tự nhiên khiến tất cả đại chúng. Được cảm chiêu cảm hóa. Bởi thấy nghe nhận biết. Thử pháp dũng lực năng minh chứng. Đây chính là tất cả pháp môn viên mãn. Sắc lực dũng kiện chủ giá thần. Có thể thấy rõ, có thể chứng đắc. Bài tiếp theo, Phật tích tu trị đại bi hải, kỳ tâm niệm niệm đẳng thế gian, thị cô thần thông vô hữu biên, tăng ít tinh khí năng quán kiến. Đó là vị thứ tư, là tăng ít tinh khí chủ giá thần. Ở trường hàng trước, chúng ta nhìn thấy pháp môn tu học của Ngài là đắc kiến Phật đại bi vô lượng thần thông biến hóa lực. Tán tụng của Ngài đặc biệt nhắc nhở chúng ta tu học đầu tiên phải mở mang tâm lượng. Tâm lượng nhỏ thì không thể thành tựu. Chúng ta nhìn xem tâm lượng của Phật. Phật tích tu trị đại bi hải. Tu là tu hành, trị là đối trị. Phật lúc ở bậc phàm phu, tâm lượng cũng rất nhỏ. Ở bậc phàm phu giống như chúng ta, cũng là tự tư tự lợi, khởi tâm động niệm chỉ nghĩ đến mình, nghĩ đến gia đình mình, đoàn thể nhỏ của mình, dùng miền nhỏ của mình. Không thể phát tâm vì tất cả chúng sanh phục vụ. Họ không phải người nhà của tôi, họ là người ngoài. Tại sao tôi phải phục vụ cho họ?
họ không cùng một quốc gia với tôi, họ là người ngoại quốc, họ không phải tộc quần của tôi, họ với tôi là văn hóa khác nhau, tộc quần khác nhau, tại sao tôi phải phục vụ cho họ? Nói lên hùng hồn lý lẽ, khiến người nghe được cảm thấy rất có lý lẽ. Lý gì đây? Đạo lý tự tư tự lợi. Trong thời đại ngày nay, không thể giải quyết vấn đề. Quan niệm này, tư tưởng này, tâm lượng này, trong thời hiện đại, chúng ta cư trú trên trái đất này, chỉ có thể gây sự, gây phiền phức do khoa học kỹ thuật phát đạt, giao thông thuận lợi. Khoảng cách cư trú của chúng ta rút ngắn lại. Ngày nay thông qua truyền hình vệ tinh, mạng internet, bất cứ khu vực nào trên trái đất, phát sinh một chút chuyện nhỏ nhoi, thông qua truyền bá khoa học kỹ thuật cao, chúng ta biết ngay tức thì lập tức nhìn thấy trên màn hình. Bây giờ chúng ta phải biết trái đất đã trở thành người một nhà. Người một nhà còn phải phân nọ kia ha, không phải phiền phức ư? Tâm lượng không mở mang sao được? Cho nên phải tu, phải trị. Tâm từ bi của chúng ta phải mở to, phải nâng ái duyên từ bi lên. Chúng sanh duyên từ bi, bạn không nâng lên không được. Ta vốn dĩ chỉ yêu người mà chính ta thích, người ta yêu thì từ bi với họ. Bây giờ phải mở rộng, với mọi chúng sanh phải từ bi, phải suy từ mình ra người. Mở rộng ái tâm của bạn, bạn có thể yêu tất cả nhân dân, tất cả sinh vật trên trái đất, bạn mới phù hợp làm người địa cầu của thế kỷ 21. Bạn mới có tư cách, có điều kiện sống trong thôn địa cầu của thế kỷ thứ 21. Các vị nghĩ cho kỹ câu nói này của tôi. Bồ Tát từ bi khác với phàm phu chúng ta. Bồ Tát từ bi gọi là pháp duyên từ bi. Khi nào gọi là pháp duyên? Bồ Tát liễu giải chân tướng vũ trụ nhân sinh, tâm từ bi của Ngài sanh ra từ trong đó. Biết tất cả chúng sanh hư không pháp giới đều là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Ngài minh bạch lý này, Ngài liễu giải chân tướng sự thật,
Tâm đại bi ấy sanh ra từ chỗ này, cho nên gọi là pháp duyên từ bi. Ngài có pháp lý làm y cứ, chứ không phải cảm tình. Đến quả địa Như Lai thì tâm từ bi này lại nâng lên một cấp, nâng lên đến viên mãn rốt ráo, gọi là vô duyên từ bi. Duyên là điều kiện, vô điều kiện. Bồ Tát còn có điều kiện, đến Phật rồi thì vô điều kiện. Bồ Tát là gì? Tuy rõ lý ấy, tuy biết chân tướng sự thật, nhưng chưa khế nhập hoàn toàn. Trong Phật môn chúng ta gọi là chứng nhập nhưng chưa chứng nhập rốt ráo viên mãn. Đến quả địa Như Lai mới là chứng nhập viên mãn rốt ráo. Cho nên tâm của Ngài niệm niệm đẳng ý giang, đẳng là bình đẳng. Thế gian này là tất cả quốc độ chư Phật hư không pháp giới. Trong kinh Phật thường nói là mười pháp giới y chánh trang nghiêm. Khởi tâm động niệm tương ứng với cảnh giới này, thị cố thần thông vô hữu biên, thần thông chú trọng vào chữ thông. Thông là thông suốt, không chướng ngại. Trí tuệ không chướng ngại, đức năng không chướng ngại. Đức năng này là nói năng lực, năng lực của sáu căn chúng ta. Mắt thấy không chướng ngại, tận hư không biến pháp giới, quá khứ hiện tại vị lai, bạn đều nhìn thấy, tận mắt nhìn thấy. Chúng ta gọi nó là thiên nhãn thông. Năng lực của tai nghe không chướng ngại, tất cả âm thanh hư không pháp giới, muốn nghe thì nghe được rõ ràng minh bạch. A Di Đà Phật ở thế giới Tây Phương Cực Lạc giảng kinh thuyết pháp, cách nơi ở của chúng ta mười muôn ức Phật quốc độ. Ta muốn nghe thì cái muốn này giống như chúng ta bật đúng kênh thu âm thanh vậy, lập tức thu nghe được rõ ràng. Còn không muốn nghe thì tắt kênh này đi, một chút tiếng vọng cũng không có. Tận hư không biến pháp giới, tất cả chư Phật Bồ Tát hiện tri thức giảng kinh thuyết pháp, muốn nghe gì đều có thể nghe được cả. Năng lực của sáu căn hoàn toàn khôi phục, đó gọi là thần thông. Thần là hình dung, thần kỳ khó đoán. Thông là sự thật, là chỉ cho sáu căn. Sáu căn thông rồi thì không có chướng ngại. Vô hữu biên tị là không có chướng ngại. Bồ Tát ở đây bảo chúng ta, thông của Ngài được tu thành ra sao? Kỳ tâm niệm niệm đẳng thế gian. Câu này quan trọng đấy. Trong bài kệ tụng này, câu ấy là trung tâm.
Chúng ta ngày nay sáu căn chẳng thông, vì nguyên nhân gì? Chúng ta niệm niệm đều vì mình, tự tư tự lợi, cho nên sáu căn đều chẳng thông. Tăng ích tinh khí chủ giá thần, đó là điều Ngài đã tu học. Ngài thị hiện vì chúng ta, hay nói cách khác, Ngài dạy dỗ chúng ta. Chúng ta nên học tập theo Ngài, mở rộng ái tâm này ra, niệm niệm từ bi với tất cả chúng sanh, tận hư không biến pháp giới. Vậy là đúng. Xin xem bài tiếp theo. Phật biến thế gian thường hiện tiền, nhất thiết phương tiện vô không quá, tất tịnh chúng sanh chư hoạt não, thử phổ sanh thần chi giải thoát. Phổ sanh căn quả chủ giá thần. Trong trường hàng chúng ta đọc được pháp môn mà Ngài đã tu, phương pháp mà Ngài đã tu hành chứng quả là phổ hiện Phật phước điền, lệnh hạ chủng vô thất hoại giải thoát môn. Chúng ta ở trong đó nhìn tán tụng của Ngài, báo cáo tâm đắc của Ngài. Cảnh giới này chẳng thể nghĩ bàn. Phổ biến thế gian thường hiện tiền, y chế phương biến vô không cố. Phật biến thế gian thường hiện tiền. Chúng ta nghe câu này, tôi nghĩ rất nhiều đồng học không cho là phải. Xã hội của chúng ta ngày nay là gì? Là ma biến thế gian thường hiện tiền. Nếu tôi sửa Phật thành ma thì các vị ở đây nhất định đều gật đầu. Song Bồ Tát ở đây rõ ràng bảo chúng ta là Phật biến thế gian thường hiện tiền. Thì rốt cuộc là chuyện gì? Thế gian hiện tiền của chúng ta rốt cuộc là Phật hay là ma? Các vị đồng học nhất định phải hiểu. Trong người tu hành đại giác, người tu hành đại giác này chính là Pháp Thân Bồ Tát. Vọng tưởng phân biệt chấp trước thấy đều đoạn dứt. Trong thiền tông là đại triệt đại ngộ minh tâm tiến tánh. Chúng ta nghe các ngài thường nói, thế gian này không Phật cũng không ma. Lời ấy là thật đấy, không phải giả đâu. Nếu chúng ta dẫn câu nói trong Lục Tổ Đàn Kinh, thì Phật ma là nhị pháp. Nhị pháp không phải Phật pháp. Phật pháp là pháp bất nhị. Các vị nghĩ xem,
Đó là cảnh giới nào? Chư Phật Bồ Tát, Tổ sư Đại Đức thường dạy chúng ta, Phật Pháp phải cầu từ trong tự tánh. Cho nên Phật Pháp gọi là nội học, không thể cầu ở bên ngoài. Cầu ở bên ngoài là bạn sai rồi. Cầu ở bên ngoài thì cầu Pháp trở thành ngoại đạo. Phật Pháp phải cầu từ nội tâm. Một niệm giác thì Phật thường hiện tiền khắp thế gian. Một niệm mê thì ma thường hiện tiền khắp thế gian. Đây mới là chân tướng sự thật. Do đó có thể biết, người học Phật chân chánh, ghi nhớ lời nói này, học Phật trong cảnh giới của họ là Phật thường hiện tiền khắp thế gian. Giả như là làm Phật học, hai chữ Phật học với học Phật đảo lộn thì không giống nhau. Nếu là Phật học thì xã hội hôm nay là ma thường hiện tiền khắp thế gian. Trong lòng chúng tôi quan sát thế gian này rốt cuộc là Phật biến mạng hay là ma biến mạng. Mấu chốt là ở chúng ta học Phật hay là Phật học. Học Phật ác hẳn phải đoạn phiền não, ác hẳn phải nương tam học giới định tuệ. Đó là học Phật. Nếu chúng ta ngày ngày nghiên giáo, nghiên cứu giáo lý những kinh điển này mà để sơ xuất đi giới định tuệ, thì điều chúng ta đang làm là Phật học. Bất luận là bạn làm văn chương hay là bạn đang nói chuyện, bạn là Phật học chứ không phải học Phật. Về điểm này không thể không biết. Quả nhiên học Phật ác hẳn là nhất thiết phương tiện vô không quá. Phương là phương pháp, tiện là tiện lợi. Cũng có thể nói tiện nghi, nghĩa là rất thích hợp. Cho nên gọi là phương tiện thiện xảo, rất xảo diệu, rất thích hợp, là phương pháp được bạn dùng. Nhất thiết phương tiện, phương tiện này rất nhiều. Trong các buổi giảng chúng tôi thường nhắc đến mặc áo ăn cơm, thì như phần trước tôi đã nói, chúng ta uống miếng nước này,
Đó là một loại trong tất cả phương tiện. Chúng ta có đối với ly nước này, với miếng nước này, sanh khởi ý niệm cảm ơn hay không? Cảm tạ ly nước này, cúng dường ta, bố thí ta, thấm dịu cơn khát của ta. Có tâm ấy không? Có nguyện ấy không? Thân tâm của ta được khỏe mạnh, ta trả ơn miếng nước này thế nào? Ta nghiêm chỉnh y giáo tu hành, ấy là trả ơn nó. Tất cả phương tiện thật sự là chẳng hoang phí. Mọi lúc mọi nơi, chúng ta ngày nay nói một phút một giây, Phật Pháp nói là một sát na, đều không hoang phí. Người này làm sao chẳng thành đạo nghiệp? Tu hành chứng quả, chứng đến quả vị Như Lai rốt ráo, đâu cần phải ba đại A Tăng kỳ kiếp. Thời gian ngay trong một đời này rộng rãi có dư, vấn đề nằm ở đâu? Vì không biết, thường cứ quên. Cho nên công phu chẳng đắc lực. Chúng ta thường nói chung là tiếng ít thói nhiều. Trong một ngày bạn có mấy khi tỉnh ngộ được? Bao nhiêu thời gian bạn lại mê hoặc rồi? Chúng tôi trong lúc giảng kinh, bạn đang nghe có vẻ như giác ngộ rồi. Khóa dạy lớp này giảng xong, bạn rời khỏi lớp thì bạn lại mê. Vọng tưởng của bạn khởi lên, lại tạp tâm nói phím. Tu hành như vậy, đến năm nào bạn mới thành tựu đây? Bạn bỏ phí thời gian rồi, bạn cũng bỏ phí luôn lý luận phương pháp bạn đã học rồi. Tại sao không đắc dụng, không làm trọn trong đời sống? Quả nhiên bạn có thể tinh tấn, chăm chỉ, không lười biếng. Thời gian của bạn một phút một giây đều không bỏ phí, bạn thành tựu rồi. Bạn thành tựu thì tự nhiên có thể cảm hóa chúng sanh. Chúng sanh hữu hình, họ chịu cảm hóa, chịu cảm hóa cũng có mức độ cạn sâu khác nhau. Bạn quan sát kỹ lưỡng thì bạn minh bạch. Còn có một loại chúng sanh tiếp nhận cảm hóa cũng có mức độ cạn sâu khác nhau, nhưng mắt của bạn không nhìn thấy được. Ấy là gì? Thiên địa quỷ thần. Quả thật ở nơi này, ở đảo tràng này, đảo tràng không cần phải là vật kiến trúc,
Nơi khởi tâm động niệm chính là đạo tràng. Trong kinh Duy Ma nói, trực tâm thị đạo tràng. Họ nói rất nhiều, nêu ra rất nhiều ví dụ. Quả thật là có thể giúp đỡ tất cả chúng sanh khai ngộ, giúp đỡ tất cả chúng sanh sanh thiện. Ảnh hưởng của bạn đối với chúng sanh ngôn ngữ của bạn là ngôn giáo. Giúp đỡ họ đoạn nghi giải hoặc. Thân của bạn nhất cử nhất động là thân giáo. Tâm của bạn khởi tâm động niệm là ý giáo. Phàm phu thế gian bình thường, chúng ta đối với ngôn giáo, thân giáo thì dễ thể hội. Đối với ý giáo, thì phải là người thượng căn, chứ người trung hạ căn không được. Thể hội không khởi tâm động niệm của thiện tri thức, người thượng căn mới có thể thể hội được. Lại nói cho các vị, thiên địa quỷ thần có thể thể hội. Bạn khởi tâm động niệm họ liền biết. Tâm của chúng ta khởi niệm động là thuần tịnh thuần thiện thì họ học được. Cho nên nói tất tịnh chúng sanh chư hoặc não, hoặc là mê hoặc, não là phiền não. Thử phổ sanh thần chi giải thoát là phổ sanh căn quả chủ giá thần. Trong trường hàng nói ngài là phổ hiện Phật Phước Điền. Phổ hiện Phật Phước Điền chính là câu đầu tiên trong kệ tụng này. Phật biến thế gian thường hiện tiền. Còn câu lệnh hạ chủng vô thất hoại chính là nhất thiết phương tiện vô không quá. Trong kệ tụng vì chúng ta nói ra quả đức của ngài là tất tịnh chúng sanh chư hoặc não là quả đức. Xin xem bài tiếp theo. Phật thị thế gian đại trí hải, phóng tịnh quang minh vô bất biến, quảng đại tín giải tất tòng sanh, như thị nghiêm chế năng minh nhập. Đây là tán tụng của tôn thứ sáu Diệu Nghiêm Hoàng Ký chủ giá thần. Pháp môn ngài chủ tu là phổ phá chúng sanh tịnh tín hoa. Chúng ta phải ghi nhớ pháp môn mà ngài chủ tu. Nói theo lời hiện tại là khóa dạy hoặc giả là môn học.
mà Ngài đã tu học. Lại xem tán tụng của Ngài với ý nghĩa trường hàng trước đã nói thì rõ ràng hơn, rõ rệt hơn. Phật thị thế gian đại trí hải. Vấn đề này phải tin thì mới được. Nếu không tin thì làm sao bạn có thể được lợi ích? Tin Phật tương đối không dễ dàng. Trong Đại Kinh Đại Luận, Phật thường hay nói: tính gì năng nhập, trí gì năng độ. Chúng ta phải làm sao mới có thể vào cửa Phật? Phải tin. Tin Phật khó. Khi nào mình mới có thể đắc độ? Trí tuệ mở thì đắc độ. Các vị phải biết, thiền định không thể đắc độ. Thiền định không ra khỏi lục đạo luân hồi. Quả báo bạn tu thiền định tu tốt đi nữa, bạn cũng chỉ sanh trời tứ thiền, sanh trời tứ không. Cho nên định nhất định phải mở trí tuệ. Mở trí tuệ mới có thể đắc độ. Chỉ có định, định không thể sanh tuệ. Quả báo vẫn là trong tam giới, không ra khỏi lục đạo luân hồi. Cho nên thiền định nhất định phải mở tuệ. Như thế nào gọi là thiền định mở trí tuệ? Tu thiền định đừng chấp trước thiền định, vậy mới có thể mở tuệ. Nếu tu thiền định, trong thiền định này có vọng tưởng phân biệt chấp trước, thì thiền định này gọi là thiền định thế gian. Trong kinh thường giảng là tứ thiền bát định. Không mở trí tuệ. Phật dạy đệ tử thiền định được tu là lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước. Thiền định này có thể sanh trí tuệ. Do vậy các vị phải hiểu là nương giới định tuệ. Thiền định mà người thế gian thông thường tu, trong đó họ không có giới. Không có giới cũng có thể đắc định. Định sẽ không mở tuệ. Sau đó bạn mới hiểu là giới quan trọng biết bao. Không trì giới làm sao được? Trước khi Phật lìa khỏi thế gian chúng ta, đặc biệt dạy cho đệ tử về sau này, Phật không tại thế gian nữa. Phật tại thế gian, mọi người lấy Phật làm thầy. Phật chẳng tại thế gian thì chúng ta lấy gì làm thầy? Lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy. Hay nói cách khác, bạn không thể chịu khổ thì bạn không thể trì giới. Bạn không có điều kiện vào cửa Phật. Vào cửa Phật phải không sợ chịu khổ, phải nghiêm trì giới luật.
Như vậy đắc định khai tuệ mới có thể giải quyết vấn đề. Cho nên người học Phật chúng ta hiện tiền đông, nhưng người thành tựu ít. Người thành tựu rất ít, rất ít. Đừng nói là thành tựu lớn, chỉ thành tựu nhỏ nhất là không mất thân người, kiếp sau còn có thể được thân người. Thành tựu nhỏ nhất cũng không nhiều. Đa số người học Phật đều rơi vào quỷ đạo, tuyệt đại đa số. Chúng ta nghĩ là vì sao? Vì sân tham chưa đoạn. Tâm tham là nghiệp nhân của ngạ quỷ. Tham tài, tham sắc, tham danh, tham lợi, thậm chí cả tham Phật Pháp. Các vị phải ghi nhớ, Phật Pháp chớ có nên tham. Nếu dùng tâm tham học Phật Pháp thì kiếp sau vẫn là trong quỷ đạo. Vì sao? Vì bạn chưa đoạn tâm tham, bạn chỉ là đổi đối tượng tham. Cho nên quả báo của bạn vẫn là trong quỷ đạo như cũ. Chẳng qua gì cái bạn tham là Phật Pháp, Phật Pháp là thiện Pháp, bạn ở trong quỷ đạo cũng hưởng phước. Trong kinh Phật thường nói, quỷ có quỷ đa tài, quỷ thiểu tài, quỷ vô tài. Đại khai bạn rơi vào quỷ đạo mà thuộc về quỷ đa tài là có phước báo. Như những ai? Ông thổ địa, thần núi, thành hoàng, diêm la dương, những quỷ thần này đều thuộc về quỷ đa tài. Họ tu thiện tích đức nhưng chưa đoạn tâm tham, cho nên rơi vào quỷ đạo. Chúng ta học Phật mà tâm sân tham chưa buông xuống, chưa xả bỏ, thì quả báo tương lai bạn phải biết là thuộc về quỷ đa tài. Do di tế, do phức tạp, nên chúng ta không thể không rõ ràng, không thể không nhìn rõ. Vì vậy mình đối với tiền đồ của mình phải rõ ràng, không cần hỏi người khác. Kiếp sau ta đến nơi nào thì tình trạng đời sống kiếp sau của ta, đại khai chính mình phải rất rõ ràng. Nếu phải nâng cảnh giới của mình lên, ra khỏi hắc ám, hướng đến quang minh, lời Phật dạy là hướng dẫn tốt nhất. Chúng ta phải khẳng định Phật thị thế gian đại trí hải. Hải là hình dung thế gian,
thật sự trọn đủ trí tuệ viên mãn rốt ráo, đó là Đức Phật. Phật Đà trong một đời vì chúng ta nói ra biết bao nhiêu kinh luận. Chúng ta quan sát kỹ càng trong thế gian, xưa nay trong ngoài, tìm không ra người thứ hai có thể sánh với Phật Đà. Đại thánh nhân của thế gian xưa nay trong ngoài không ít, cũng để lại rất nhiều bài học quý báu, nhưng so với Phật thì Phật để lại còn nhiều hơn nữa. Tại Trung Hoa, thông qua phiên dịch trở thành Đại Tạng Kinh Hán Văn. Nội dung phong phú, khí vàng hiếm có, thực tại là tìm không ra bộ thứ hai. Trong tất cả tôn giáo đều có điển tịch, so sánh với điển tịch của Phật thì thua kém hơn. Thánh nhân thế xuất thế gian cũng đều có trước tác truyền cho hậu thế, phân lượng không thể so sánh với kinh Phật. Ngay cả nội dung tinh sâu rộng lớn lại càng không cần nói. Chúng ta phải nhận thức, chúng ta phải khẳng định, chúng ta ở nơi này phải kiến lập tín tâm thật tin Phật. Tin Pháp thật sự, Phật hiện giờ chẳng còn tại thế gian nữa, chỉ còn Pháp bảo của Phật, lời Phật dạy là lưu truyền tại thế gian. Vấn đề này hiện nay có một vài người nghi hoặc, nói cho lão thật là hồi tôi mới học Phật cũng có nghi hoặc này. Lão sư giải quyết thay tôi. Tôi tin rằng còn có rất nhiều người trẻ tuổi có nghi hoặc này mà không ai giải thích cho bạn. Đây chính là nói kinh Phật mọi người chúng ta đều biết là phiên dịch qua từ tiếng Phạn. Có phiên sai hay không? Giống như sách vở chữ nghĩa ngoại quốc, bây giờ có phiên dịch sang tiếng Trung, so nó với nguyên văn thì cùng một nguyên bản, hai người thì phiên hai kiểu, ba người thì phiên ba kiểu, phiên dịch đều khá lắm. Có thể hoàn toàn giống với nguyên văn không? Rất khó, quá khó, quá khó đi. Chúng ta ngày nay nếu hỏi kinh Phật liệu có khuyết điểm này chăng, tín tâm của chúng ta với nó có thể sanh mấy phần? Vấn đề này nếu không thể giải quyết thì nghi vấn của chúng ta mãi mãi còn ở đó. Nghi là chướng ngại tu học lớn nhất của Bồ Tát. Tôi từng đem sự tình này thỉnh giáo với lão sư. Lão sư bảo tôi, những đại đức hồi trước phiên kinh không phải là người bình thường. Rất nhiều vị đều là Phật Bồ Tát tái lai. À,
ứng hóa thân của chư Phật Bồ Tát. Họ không bộc lộ thân phận, chúng ta không hiểu được, nhưng tình cờ cũng có vị bộc lộ thân phận. Như Đại sư Vĩnh Minh Viên Thọ, chúng ta biết Ngài là A-di-đà Phật tái lai. Đại sư Thiên Thai Trí Giả, Ngài là hóa thân của Thích Ca Mâu Ni Phật. Thập Đắc là hóa thân của Giang Thù và Phổ Hiền. Hòa Thượng Phong Cang cũng là hóa thân của A-di-đà Phật. Thiểu số bộc lộ, chúng ta biết Hòa Thượng Bố Đại là hóa thân của Di Lặc Bồ Tát. Không bộc lộ thì nhiều vị phàm phu mắt thịt chúng ta không biết, các ngài thị hiện làm thiện tri thức, hoặc giả là pháp sư xuất gia thị hiện tu hành chứng quả. Pháp sư phiên kinh chí ít là đã đắc một trong ba quả vị La Hán, Tư Đà Hàm, A Na Hàm. Không phải phàm phu bình thường, đó là điều đáng tin cậy. Kết tập đều là hóa thân của chư Phật Bồ Tát, phiên dịch cũng là hóa thân của chư Phật Bồ Tát. Chúng ta đối với kinh điển Hán văn đừng nên hoài nghi. Tại sao biết bao kinh điển tiếng Phạn lưu truyền sang Trung Hoa bây giờ thất truyền không còn nữa? Nguyên cớ là gì? Tiên sinh Phương Đông Mỹ bảo tôi, người Trung Hoa thuở xưa khác với bây giờ. Người Trung Hoa thuở xưa có lòng tự tin vô cùng mạnh mẽ về dân tộc của mình, cho rằng kinh điển phiên dịch Hán văn có ý nghĩa hoàn toàn không sai lầm. Văn tự so với nguyên văn của nó còn hoa mỹ hơn. Hay nói cách khác, lưu truyền tại thế gian này dùng Hán văn là đủ rồi, Phạn văn có thể không dùng nữa. Bạn thấy đấy, đó là khí khái như thế nào? Nhìn xem người Trung Hoa đời bây giờ đáng thương quá, mất đi lòng tự tin dân tộc. Được, hôm nay hết thời gian rồi. Thank you.